Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà để làm cái móc xoay. Xoay như này này. Đây, làm một cái móc xoay như này mà rút không ra được. Thì đây này. Cái móc thường thường em gửi cho anh em là cái anh em đã hàn như này rồi, cái móc này. Anh em lấy cái cưa sắt hoặc chẳng hạn như lấy cái máy này. Anh em cắt cho một rãnh, rãnh vòng tròn như quanh này. Đó. Sau đó anh em khoan một lỗ trực tiếp vào cái cán là lồng như này. Em quay gần đây cho anh em nhìn này. Khoan trực tiếp, cu chạy ra con. À, có nghĩa nhá, anh em quay khoan trực tiếp nhưng mà anh em phải khoan thật thẳng vào. Thật thẳng. Khi nào anh em khoan thẳng thì anh em sẽ thấy khi quay nó sẽ không bị nghiêng cái này. Thì xong anh em cắt rãnh này. Sau đó anh em lấy cái móc này nha, anh em đo đây. Anh em lấy một cái gì đó. Anh em cứa này để lấy cữ. Lấy cữ nhá. Đó. Ra được con búa. À, đây anh em này nhá. Thì xong bắt đầu là anh em rút ra. Đúng vào cái cữ mà anh em đánh dấu này. Sau đó anh em đánh dấu bằng cái con dao cứa một đường như này. Vào đúng cái đường mà anh em xẻ rãnh của cái móc đó. Đó như thế, sau đó anh em khoan như này cho mình. Đây này. Khoan làm sao đúng cái đường mà anh em đánh dấu này để vào đúng cái khe đó. Đó anh em khoan làm sao khoan hai bên nhá. Anh em khoan làm sao để khoan hai bên làm sao mà vừa chớm sang lỗ này. Đó, một bên này anh em tiếp tục khoan bên nữa này. Cũng xong xong mấy chỗ đó nhưng cách nhau một tí tẹo thôi. Ok, anh em khoan thẳng làm sao. Cạnh đó chứ anh em không khoan đó. Đây anh em này, khoan hai lỗ cạnh nhau như này nhá. Anh em xỏ cái này vào. Đó, xỏ cái này vào. Sau đó anh em lấy cái nan như này. Anh em chốt vào. Đây. Đó, anh em cắt. Cắt thì anh em phải, khi anh em đưa vào thì anh em phải đưa cái chiều mà anh em cắt này, đừng để ngang cái chiều này vào. Anh em phải để cái chiều cắt nghiêng vào, có nghĩa dọc theo cái đường lòng này. Anh em đưa vào thì nó sẽ toạt qua cái khe kia. Đây ạ. Anh em đưa vào thì anh em nhớ xoay nhá. Xoay cái cán này. Ui, hỏng mất rồi. Hả? Cái kim kia đâu nhỉ? Đây anh em này. Anh em xỏ đúng chiều đó vào nhá. Anh em vừa đưa vào vừa xoay. Đó. Như vậy là sang đó. Đó, được một bên nhá. Tiếp tục anh em vào bên nữa này. Làm cái móc xoay này cực kỳ đơn giản nhưng nhiều anh em không biết thì là lại thành khó. Đó, tiếp tục anh em lại đưa bên này thì cũng phải đưa theo cái chiều cắt dọc theo này thì nó không bị ngang đâm vào cái móc kia. Đó. Anh em cũng phải xoay. Đó. Ok anh em nhá, như này không thể ra được. Không thể rút ra được nữa nhá. Đó, vẫn xoay được 300 một vòng luôn. Đấy, xoay như này ok chưa ạ?
Đó, nhưng không thể rút được ra. Ok, chào anh em đăng ký kênh để tiếp tục em sẽ làm hướng dẫn. Chào vội nè, vẫn còn cái này. Chào vội nè. Bạn cháu cái gì đây? Anh ơi, lấy quấn vào cái nan nha anh. Cái này gì? Em sẽ hướng dẫn anh em làm cái này sau. Cái đường ống này hôm nào em sẽ làm hướng dẫn anh em sau. Chào anh em nhé, để hẹn anh em clip tiếp theo.